Hôm nay 16 tháng 4 các bác ạ. Quay cho các bác xem nhé. Chích hôm nay lại được có một con các bác ạ. Một đài hết bình hay sao các bạn? Đây, ai này các bạn ạ? Để nó sắn lưới này mà các bạn. Hôm nay 16 tháng 4 nhé. Đài trong này đánh cái đài chích, đánh hai đài chích, một đài hết điện các bạn. Đó là chích lên là các bác nhá. Sát đất này. Lối này mà các bác.
đánh cái mùa này là phải lưới tốt các bác ạ, không có là nó trèo ra ngay. Xoắn mấy lớp cơ mà các bạn. Mười sáu tháng 4 nha các bác nhá, đây là mổ ác này mà vào 16 tháng 4 nhá. Mà chỗ này cái lũi ấy nào bác, này được cá rô này. Dưới vẫn kêu vì cái đài này mình phải chích đi. Mắt đỏ đấy các bác này, mắt đỏ bay cao hẳn này mà diềm trên này mà. Mắt đỏ mà còn dính cả diềm trên các bạn.
Đây là bên này còn rẻ đấy nha các bác ạ. Sát cái điểm trên luôn nha. Sát được điểm trên luôn. Ở đây các bạn nha. Các bác ạ. Béo lắm các bạn này.